Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đang quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay thì tôi đang trên mặt tiền của đường Bình Chuẩn 62 thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và đang đứng trước một cái khu dự án, đó chính là khu dự án Casamon hay còn gọi là khu nhà ở Minh An. Thì với cái trục đường này, anh chị có thể đi thông ra cái tuyến đường Võ Thị Sáu thuộc phường Tân Phúc Khánh của thành phố thị xã Tân Uyên. Với những cái nút giao thông quan trọng ở khu vực này như là ngã tư Miếu Ông Cù và ngã tư Bình Chuẩn, cộng với lại rất là gần với lại cái tuyến cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, thì với cái trục đường này và những cái vị trí nằm sát ngay cụm khu dân cư, những cái dãy nhà trọ quanh đây, xưởng nhà trọ và dân cư cũng như là chợ cách khoảng 200m thôi. Đây là một cái chợ tự phát. Thì ngày hôm nay tôi sẽ cập nhật lại cho anh chị về cái tiến độ dự án tại khu vực này. Thì với cái mặt bằng giá quanh khu vực Thuận An thì đây là một cái dự án mới cũng như là đang trong quá trình xây dựng hạ tầng và bị cái tình hình dịch xảy ra, cho nên là cái tiến độ thi công hiện tại bây giờ tôi thấy đang đóng cửa và cũng chưa có công nhân quay trở lại để thi công. Và anh chị cũng biết rằng cái đợt dịch vừa rồi thì cũng rất nhiều anh chị công nhân làm việc tại khu vực ở Bình Dương để trở về quê hết, cho nên rằng về cái lực lượng lao động, tất cả các dự án đều bị ảnh hưởng. Thì anh chị có những cái thắc mắc, những cái lo lắng, đó là điều tất nhiên trong những cái dự án 1/500. Thì rất nhiều anh chị trong cái thời gian dịch cũng nhắn tin cho bên trang Bình Dương Land Review chúng tôi, hỏi là bây giờ mua một cái dự án 1/500 bỏ rất là nhiều tiền vào ở trong những cái dự án và không biết là lựa chọn cái dự án nào để mà đầu tư nó tốt nhất và không phải lo lắng nhiều nhất. Tại vì anh chị cũng biết những dự án 1/500 là những dự án mà được nhà nước họ đang ủng hộ và họ có dùng mọi cái phương tiện để hỗ trợ những cái doanh nghiệp làm những dự án 1/500, bởi vì những cái quy chuẩn, những cái hạ tầng tốt đẹp và nó làm những cái văn minh đô thị tốt hơn. Đó là những lý do tại sao mà tất cả những cái dự án 1/500 đều được phê duyệt một cách rất là dễ dàng. Nếu những chủ đầu tư có tiềm lực, có cái khả năng triển khai cái dự án tốt thì sẽ đi vào thực tiễn rất là dễ dàng. Và tất cả những dự án 1/500 anh chị cũng biết ở tại khu vực Việt Nam mình, đa số là những cái dự án sẽ huy động vốn từ khách hàng và làm những cái cơ sở hạ tầng là nhờ cái túi tiền thanh toán theo tiến độ của anh chị, cho nên rằng chắc chắn rằng anh chị đòi hỏi những cái giá trị pháp lý là nó phải đúng. Cái giá trị pháp lý là phải có sổ sách thì mới được ký hợp đồng mua bán. Thì bên những cái công ty, những chủ đầu tư đa số họ sẽ dùng cái phương án là sẽ huy động vốn, sẽ gọi là những cái hợp đồng nguyên tắc mua bán chuyển nhượng đất hình thành sử dụng trong tương lai. Cho nên rằng anh chị ký vào những cái hợp đồng của chủ đầu tư này là họ sẽ cam kết dùng số tiền của mình để thực thi các bước tiếp theo, chứ không có ai mà đi làm một cái dự án hoàn chỉnh xong xuôi hết rồi mới bán. Đa số các dự án thì cũng rất ít chủ đầu tư, đặc biệt là ở Bình Dương thì có những công ty như chủ đầu tư Hoàng Hùng là một trong những cái dự án mà đa số là họ sẽ hoàn thành hết cái cơ sở hạ tầng và giá trị pháp lý khoảng 99% rồi họ mới bắt đầu chuyển nhượng cho khách hàng. Tuy nhiên rằng những cái dự án như vậy thì cái mức giá nó sẽ bị cao lên, khách hàng mua cũng biết và họ chấp nhận cái rủi ro là tôi mua rẻ ở tại khu vực này để chờ khoảng 1-2 năm để có những cái phần pháp lý tốt, và khi dự án lên đẹp thì chắc chắn sẽ có phần lời tốt hơn. Còn những cái dự án mà đã hoàn thành xong cái giá trị thực thì rất là an toàn, thì cái rủi ro ít đi thì cái lợi nhuận của anh chị sẽ ít đi. Đó là điều tất nhiên trong cái đầu tư mà anh chị, thì chắc chắn là cái phần nào chấp nhận rủi ro cao hơn thì lợi nhuận sẽ cao hơn. Cho nên rằng anh chị mua đa số là mình sẽ tìm hiểu kỹ một xíu. Thứ nhất là khi anh chị cần lưu ý là anh chị mua giá 1/500 đó là sẽ có hai cái hợp đồng ký cho anh chị. Nếu những cái dự án mà chủ đầu tư vừa là đơn vị phân phối luôn, sẽ hợp đồng ký trực tiếp với chủ đầu tư là cái hợp đồng quan trọng nhất về cái giá trị pháp lý. Cho nên rằng những anh chị mà mua những cái dự án mà em đã có chia sẻ với anh chị là khi anh chị ký chỉ có mỗi đơn vị phân phối không là anh chị đang ký sai. Bắt buộc anh chị phải ký một hợp đồng nguyên tắc mua bán đất sử dụng hình thành trong tương lai với một đơn vị chủ đầu tư nữa, chắc chắn là tối thiểu anh chị phải ký là hai cái đơn vị hoặc là một đơn vị, nhưng mà đơn vị đó là vừa là phân phối và vừa là chủ đầu tư thì mới được. Và anh chị phải hỏi về cái dự án này, về cái tiến độ của nó là đã có quy hoạch 1/500 chưa, đã có chủ trương, đã có quy hoạch 1/500 và bây giờ bước tiếp theo là huy động vốn để làm cơ sở tầng, để thẩm định cái cơ sở tầng, để kết nối điện nước giao thông, thì lúc đó nhà nước mới cho
phép được chuyển nhượng, tách sổ, đóng thổ cư, hoàn thiện hết cái nghĩa vụ pháp lý của một dự án, thuế má đóng ra thì mới được chuyển nhượng. Cái đó là cái điều tất nhiên, và chỉ có một số chủ đầu tư, một số doanh nghiệp vì cái xung đột lợi ích thì rất nhiều dự án lớn cũng đang bị trì trệ tại cái khu vực Bình Dương. Thì anh chị cũng lưu ý những dự án mà em đã review những tiến độ từ đầu để anh chị không phải mắc phải những cái bẫy tài chính cho anh chị. Còn tất cả những cái dự án đa số là những anh chị ký gửi chính chủ về cho em, thì em cũng chia sẻ rất là thật cho anh chị. Đã lỡ mua những dự án đó thì mình cũng chia sẻ những dự án khách hàng tiếp theo. Khi mà mua những cái dự án tại khu vực này cần lưu ý những cái điểm gì, và cái tiến độ pháp lý nó đang tới đây, anh chị có chấp nhận chờ hay không, có chấp nhận chờ đợi để có cái số tiền tốt hơn và có cái lợi nhuận tốt hơn cho anh chị hay không. Chứ không thể nào mà em nói tầm bậy tầm bạ là ở đây sổ sách rõ ràng pháp lý, tiến độ tới đâu thì em nói tới đó. Khách hàng họ hiểu, họ biết, bây giờ họ cũng tìm hiểu rất là nhiều thông tin trên mạng và họ cũng hiểu về pháp lý tới đâu rồi. Mình không thể nào nói bừa, nói đại một cái dự án được. Cho nên rằng hôm nay cập nhật cho anh chị về cái tiến độ dự án Casamon, để anh chị xem cái hạ tầng bữa giờ anh chị đã mua nó đang làm tới đâu, và chắc chắn là anh chị sẽ chờ đợi trong thời gian sắp tới về mở cửa hoàn toàn và công nhân quay trở lại làm thì cái tiến độ sẽ tốt hơn. Xin chúc cho anh chị có được cái mùa dịch an toàn, và lưu ý quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn, tại vì có sức khỏe chúng ta sẽ làm lại được tất cả. Thì hy vọng rằng anh chị sẽ cảm thấy video này có ích cho anh chị, hữu ích, thì anh chị nhớ đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ video, và đồng thời là chia sẻ, kêu gọi mọi người có thể là ủng hộ kênh bằng việc đăng ký, cũng như là có bất cứ những thắc mắc nào mà anh chị cần quan tâm, chưa rõ về pháp lý, cần hỗ trợ về những cái phương án để anh chị tháo gỡ những cái thắc mắc ở trong những cái dự án, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0353 899 666. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.